Giới thiệu các bác, đây là một đôi chim cu xanh. Đấy. Một đôi chim cu xanh. Ở quê thì có người gọi là chim cu đá, nhưng mà theo mình nghĩ là đây là cái giống chim cu này nó sống ở những triền núi. Cái màu xanh này do tiến hóa mà nó biến thành cái màu xanh rêu, xanh lá cây để nó ngụy trang kẻ thù thôi. Còn cái giống chim này thì có một cái ưu điểm là cũng rất là nhanh thuần. Đấy, cái mỏ của nó màu vàng tươi, vàng vàng đu đủ. Đuôi thì cũng màu phớt xanh. Phần bả cánh, phần nửa trên là màu xanh rêu. Phần cổ nó màu như kiểu màu chim ngói. Chân thì nó lại không được màu đỏ mà nó màu tím mía. Màu tím mía, mía tím. Tiếng gáy thì nó không gáy được như cu ta mình, mà nó gù, nó hú. Đấy, cái mắt của nó thì to hơn một chút, tròn một chút. Cái đối tượng người chơi chim này thường là các cụ già. Tại vì giống chim này nó rất là thuần. Đấy, nó lại đẹp nữa. Đấy, ưu điểm nó như, nếu như các bạn mà chơi theo kiểu tìm tòi những tiếng gáy âm giọng như cu cu cườm, cu đất Bắc Bộ thì các bạn không nên chơi dòng này. Dòng này chủ yếu là để cho nó đẹp, dành cho những người thích siêu tầm, thích độc lạ thôi. Clip này mình đặt tên là clip số 80. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những clip độc đáo ở trên kênh Chim Cu Gáy Hay của mình. Thân ái, chào tạm biệt.